Anh Tư, anh Tư, anh viết thiếu một con số 0 kìa. 150 triệu á, mà anh ghi có 15 triệu là chết mình luôn á. Tao chuyện trước hết mày. Anh Tư. Ừ. Tình hình bên nhà đã sao rồi? Dạ, bên nhà con Vi không có động tĩnh gì hết. Em nghĩ chắc là nhà nó sợ, không dám đi báo công an đâu. Nó biết chắc chắn một điều là hả, anh Tư của mình á không có dọa suông mà, đúng không? Tụi nó dám sao? Anh Tư. Ừ? Bây giờ anh tính cái món nợ của nhà con Vi làm sao? Có cần lo đầu thằng Tuấn để gánh bớt một phần nợ không? Bởi vì em nghĩ gia đình con Vi không có khả năng gánh món nợ đó đâu. Công nhận một điều, cái con nhỏ đó nhìn nó quá xinh mày, nó hấp dẫn ghê luôn tụi bay. Anh Tư nói ai vậy? Tao nói chị con Vi chứ ai. Chị con Vi là con Thùy Linh đó. Ê, con nhỏ đó hả, học đại học mà là học giỏi đó nha mày. Mấy cái bà hàng xóm á nói hả, nó không giống như con em ở đâu, ăn chơi không phải. Sao mày biết? Mấy bữa trước em nhìn vô con mắt của anh Tư là em đã biết rồi. Anh nhìn con người ta muốn ăn tươi nuốt sống luôn à. Cho nên em mới lén ngấm ngầm điều tra mấy bà hàng xóm. Mày hay thiệt đó. Dạ. Con nhỏ hấp dẫn thiệt, ăn nói là sắc sảo nữa chứ. Mà tao á, tao thích cái gu ăn nói có học. Mấy cái đứa con gái mà son phấn lè lẹt ngang tới cổ à. Anh Tư, anh Tư, nếu như mà anh Tư thích á thì để cho em nghĩ cách cho anh Tư hưởng hương đồng cỏ nội. Chỉ có mày là hiểu ý anh thôi. Dạ. Lỡ chị Tư biết làm sao anh? Mẹ mày, tao mơ mộng chút xíu, đừng làm nó cục hứng nha mày. Tại em lo cho anh thôi. Lần trước chị Tư xử con Thơm bê bết luôn. Nè, sao mày ngu quá vậy? Chị Tư á, chị đang bóc lịch ở trong đó, biết chừng nào chỉ ra mà mày nói mày. Hơn nữa mình chỉ qua đường thôi, đúng không anh Tư? Hay. Chỉ có mày mới hiểu ý tao. Còn mày á, đi qua bên nhà của nó canh chừng cẩn thận, có gì động tĩnh thì báo tao biết. Mày mày để trốn thoát thì tao cắt nhượng mày đó. Đi đi. Dạ. Anh Tư, còn em sao? Còn mày hả? Ê, mày tìm cách làm sao mà. Em hiểu ý của anh Tư mà. Phải tìm cách nào đó cho anh Tư. Mày hiểu ý của tao. Chẳng những như vậy mà còn tình lẫn tiền nữa, đúng không? Mày hay quá, chị con cái nói đúng rồi. Chà béo. Dạ. Mày mà lo giúp cái vụ này xong xuôi á. Dạ. Mày muốn cái gì tao thưởng mày cái đó. Anh Tư nhớ tưởng đậm cho em vụ này nha. Ok. Chỉ có chiều bẻo này mới hiểu được tâm tư của Tư Thẹo thôi. Tao cũng biết như vậy mà. Em đi liền nha. Đi liền, đi liền nha. Dạ. Đi lên nha. Mẹ bà đó, nước cũng hết nữa. Chị nghĩ hoài mà cũng không thể hiểu tại sao em có thể đứng ra vay nợ cho thằng bạn của em được. Cái nguyên tắc giấy trắng mực đen, ai ký vào thì người đó phải tự chịu trách nhiệm, em hiểu mà. Tại sao hả Vi? Con nói cho rõ ràng đầu đuôi đi, để ba má còn tính nữa. Tại hôm đó Tuấn thân đậm, anh nói với con là anh đang hương nên biểu con về nhà lấy sổ hồng đi cầm mấy trăm triệu để anh đánh.
Anh còn hứa là sẽ mua xe hơi cho con. Anh nói sau này lấy nhau con mở spa cho con làm chủ nữa. Con nghe nên con ham quá. Với lại con nghĩ của chồng công vợ, con giúp ảnh thì sau này con cũng được nhờ. Trời ơi, nó nói vậy mà con cũng tin nữa hả? Thôi đi, có khác gì nó đâu. Từ lúc ngoài mà cứ binh, cứ binh. Tao là người đối giao, nó cho quà thì cứ lấy. Cái này cũng hơn chiếc xe mà, bất cả căn nhà mà thấy chưa. Đâu có về vậy đâu, lỗi tại tôi không có theo sát con. Thôi mà ba má, bây giờ mình nói chuyện lỗi của ai cũng đâu còn quan trọng nữa. Bạn nói chỉ mượn vài bữa rồi trả liền, cho nên con tin. Nhưng mà càng đánh thì càng thua. Lúc đầu thua ít, cố đánh để kiếm tiền chuộc lại giấy tờ. Nhưng mà ai ngờ đâu, nó trốn luôn cho nhà mình gánh nợ. Trời ơi, nó cho con ăn buồn mê thuốc lú gì mà con ngu dữ vậy? Con có biết con làm vậy là con hại chết ba má rồi không? Trời ơi, con gái nó buồn tới dài. Bây giờ về là hại cha hại mẹ đó nè. Con xin lỗi ba má, con đâu có biết sự việc nó ra nông nổi như vậy đâu. Ba má ơi, mẹ con bà hại chết luôn. Ông à, ông tính đi đâu vậy? Đi, em đứng lên. Đi theo chị đến nhà thằng Tuấn. Mình phải bắt ba mẹ nó chịu trách nhiệm mới được. Đứng lên, đứng lên. Chờ chị thay đồ nha. Anh phủ trên cờ hả? Xe nè. Mà chiếu ra. Chạy. Đi đây. Thôi, tính tiền theo mình. Tiền ơi. Đợi tôi chút nha. Có hai anh 20. Thôi đi chỗ khác chơi đi. Anh Thành nè. Nghe. Tôi thấy tụi giang hồ nó tới nhà của anh hả? Anh có nợ nần gì của tụi nó không? Có không? Tin tức đi cũng lẹ quá ha. Tôi ngồi một chỗ chứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì tôi biết hết á. Anh biết gì về tụi xã hội đen đến nhà tôi trưa nay không? Tôi còn biết á, cái thằng cầm đầu là thằng Tư Thẹo, chuyên cho vay nặng lãi, cá độ đá banh, mà tụi nó ác lắm nha. Thiếu nợ mà không trả nó giác dao tới nhà nó xử luôn đó. Anh phải cẩn thận với đám này đó nha. Bộ không ai báo công an hết sao? Ai dám báo đâu, người ta cũng sợ bị trả thù. Bộ ai cũng sợ tụi nó hết à? Tôi nói thiệt anh đừng có giận nha, chỉ có tôi mới dám ngồi nói chuyện với anh thôi. Còn mọi người á, cách xa anh 8 thước luôn. Họ sợ đứng gần anh á, tụi nó nhìn lầm người á, chém một cái là bỏ mạng luôn á. Mà chuyện nó xảy ra rồi chứ đâu phải là không có đâu. Anh Tám, anh Phú cũng vậy sao? Mấy anh trả sợ anh mượn tiền của mấy anh trả đó. Mới ngày nào còn ngồi đánh cờ chung với nhau. Vậy mà bây giờ. Theo tôi á, anh á, lo thu xếp trả nợ cho xong đi. Trước sau gì cũng phải trả, chứ trả bằng máu á, thì ớn lắm.
người còn của còn ha. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ủa, ngồi đây uống ly cà phê rồi đi. Chị hai, chị hai. Để chị. Thôi mình về đi chị ơi. Tôi đã nói với cô đừng có tới đây làm phiền tôi nữa. Mà sao cô cứ tới hoài làm gì vậy? Cô đi về đi. Cháu chào cô ạ. Cháu là Thùy Linh, chị của Vi. Cháu có thể vào nhà thưa với cô một chút chuyện quan trọng được không ạ? Nếu là chuyện của con bé này, nó mượn nợ cho cái thằng trời đánh thì tôi đã biết rồi. Cô khỏi cần phải nói chi cho mắc công. Nếu cô đã biết chuyện thì xin cô cho gia đình cháu hướng giải quyết. Em Tuấn đã lợi dụng danh nghĩa là người yêu của em cháu để lừa con bé lấy sổ đỏ đi vay nặng lãi của bọn xã hội đen. Bây giờ tụi nó đến nhà để đòi nợ gia đình cháu à. Cái đó thì tôi chịu, chứ tôi không giúp gì được cho gia đình cô đâu. Con dại thì cái mang, em của cô ngu dại thì gia đình cô phải chịu thôi, chứ còn nói cái gì nữa. Nói vậy trách nhiệm của cô đối với con trai cô thì sao ạ? Cái thằng trời đánh đó hả, nó đã làm cho gia đình tôi khốn đốn nhiều lắm rồi. Bây giờ chúng tôi không còn trách nhiệm gì với nó nữa hết. Thôi mình về đi chị ơi. Bây giờ có nói gì á thì họ cũng phủ sạch tất cả trách nhiệm với con họ để tránh gánh nợ mà thôi. Nó có phải là con của tôi đâu mà bắt tôi phải gánh trách nhiệm cho nó. Nếu cần thì các cô cứ đi báo công an đi. Cô nói vậy là sao ạ? Tôi nói rõ như vậy á mà mấy cô chưa hiểu hả? Cái thằng đó đó là con riêng của chồng tôi. Nó giống hệt thằng cha nó. Thiệt, chẳng ra làm sao. Nếu cô có chứng cứ nó lừa em cô thì cô cứ đi báo công an. Tôi còn mừng nữa. Thôi về thôi. Nhìn lên em. Một sự kém dành nhiều liều mạng nữa. Tất cả một mọi người chỉ 50 triệu thôi mà nó đốt liền. Còn một cánh tay 5 triệu thôi là rớt. Còn gương mặt của hai cô em xinh đẹp này đáng 10 triệu thôi, còn ba nó nhìn cũng sợ nữa. Đúng là con dại cai mang mà. Hãy
để anh làm thẩm mỹ cho em nghe. Bài cứu mạng, bài cứu mạng ơi. Đừng có hại con tôi mà, đừng có hại con tôi, đừng có hại con tôi mà, đừng có hại con tôi mà. Gì bà? Bà ơi, bà làm sao vậy? Bà ơi, bình tĩnh đi, tỉnh lại đi. Ừ, bà bị làm sao vậy hả? Tôi nằm mơ thấy ác mộng, thấy con Quy bị người ta rạch mặt, tôi sợ quá. Không sao đâu bà, chắc là tại ngày mình lo cũng nhiều quá nên mới gặp ác mộng. Biết vậy mà tôi cũng thấy lo quá. Không sao đâu bà. Ngủ đi. Má, má bị sao vậy? Con, em con đâu rồi? Em con nó ở bên phòng đang ngủ à. Linh à. Dạ. Má mới nằm mơ thấy ác mộng. Em con mà có chuyện gì chắc má chết quá. Con à, con Vi nó là em ruột của con, có chuyện gì con cũng phải bảo vệ cho em nghe không con? Má, con thương em mà. Thôi con về phòng nghỉ đi, ở đây có ba rồi. Đi đi con. Má nghỉ đi nha. Ừ. Ngủ đi. Nó có phải là con của tôi đâu mà bắt tôi phải gánh trách nhiệm cho nó. Nếu cần thì các cô cứ đi báo công an đi. Phải tìm ra thằng đó bắt nó gánh món nợ này mới được. Ba. Chưa ngủ sao con? Con không ngủ được. Ba có chuyện muốn bàn với con. Hồi chiều con qua nhà thằng đó, có biết được tin tức gì không con? Thằng đó nó trốn đi đâu, đến gia đình nó cũng không biết nữa ba. Vậy con có gặp ba mẹ thằng đó không? Con chỉ gặp được bà dì ghẻ. Bà ấy nói không liên quan gì tới nó hết, và bà cũng nói sẽ không nhận trách nhiệm gì hết, mà còn nói là gia đình ta nên đi báo công an ba. Bà ta nói đúng đó. Dù gì gia đình mình đâu đủ tiền đưa cho họ. Không báo công an thì biết làm gì bây giờ? Không yên với họ đâu. Con nghĩ là cũng không còn cách nào khác ba. Đúng, nhất định phải báo thôi. Dạ. Báo cái gì mà báo chứ? Ủa, bộ hai người muốn giết chết con Phi hả? Kìa, sao bà không ngủ đi qua đây làm cái gì? Nhờ tôi không ngủ tôi mới biết được ý định của hai cha con ông đó. Tôi nói rồi nha, tuyệt đối không có được báo công an. Con Phi mà có bề gì á, tôi hận hai người suốt đời luôn đó. Không báo công an, tiền đâu trả tụi nó? Không lẽ bà định bán nhà sao? Má à, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Nếu như không báo công an thì biết làm sao? Mà kể cả chúng ta có bán nhà thì cũng đâu có đủ tiền để trả cho bọn chúng. Má cũng không biết nữa. Nhưng mà má nói rồi đó, nhất định không có được báo công an. Tính mạng của cả gia đình mình ở trong tay của bọn xã hội đen đó. Chúng muốn làm gì thì làm sao biết được chứ. Sao vậy em? Cái thằng cốm nó vẫn không bắt máy chị Ai ơi. Bây giờ em phải làm sao đây? Nó đã muốn trốn em
thì có khi nào em gọi điện thoại mà nó nghe máy không? Mà tìm được nó, chắc gì nó chịu nhận là món nợ đó em vay giúp nó. Trời ơi, sao mẹ em ngu quá. Bây giờ mẹ em không kiếm được thằng Tuấn thì ông Tư Thẹo ông giết em chết nè chị hai ơi. Vi, chị nghĩ là phải có cách nào đó, ví dụ như là có nhân chứng hay vật chứng nào chứng minh được là em vay giúp nó khoản nợ đó không? Có nhân chứng thì may ra. Vậy thôi, chị em mình cứ đi đến chỗ mà nó hay đến xem sao, tìm được nó rồi tính. Được đó, mình đi liền đi hai. Thay đồ đi, chị chở đi. Dạ. Em vô trong tìm đi, chị đứng ngoài này, có gì em gọi chị nha. Dạ. Ủa, chị Vy. Em, mấy bữa nay em có thấy anh Tuấn ghé đây không? Dạ không chị ơi, mấy bữa nay không ghé nữa. Anh Tuấn mà có ghé thì em nhớ báo cho chị biết liền nha. Dạ, dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Làm gì mà hết hồn dữ vậy cô em? Anh đã nói với cô em rồi, anh sẽ theo sát cuộc đời của em đó. Thế anh tính làm gì đây? Làm cái gì? Biết quá rồi, hỏi con nhỏ em của cô kìa. Sao? Muốn trốn nợ hả? Cái mặt đó mà rạch lên vài đường là nó đẹp bà cố luôn á, đúng không mày? Chị hai ơi, cô em với, đừng có để cho tụi nó rạch mặt em. Các anh đừng có làm càn. Tụi tôi đã đi tìm thằng Tuấn để trả nợ cho các anh đây. Tụi tôi không có trốn ai hết. Cô tìm thằng Tuấn làm con mẹ gì? Nó trốn mẹ nó rồi, biết đâu tìm nó. Mà tụi tôi cũng chả quan tâm tới chuyện của ông Tuấn làm gì, chỉ quan tâm tới nhỏ em của cô thôi. Phải trả nợ cho tụi tôi. Đại ca của tụi tôi đã cảnh cáo rồi nha. Nếu mà không trả, đừng có trách tôi. Đi mày. Alo, Quang hả? Linh đang bận, lát nữa Linh gọi lại cho Quang nha. Thôi mình đi tiếp đi. Dạ.
Có chuyện gì vậy hả con? Chuyện gì vậy? Nói cho má biết với. Tụi đàn em có Tư Thẹo bám theo tụi con. Tụi nó hù dọa Vi, cho nên Vi sợ quá đó má. Tụi nó theo dõi con Vi sao? Má ơi, má cứu con với. Tụi nó muốn giết con rồi má. Tụi nó hù dọa em thôi, chứ tụi nó không dám làm càn đâu. Chị không có biết đâu, tụi nó đã từng tả xếp một đứa rồi đó. Trời, ăn xếp hả trời. Má ơi, má, má. Má uống nước đi. Má bình tĩnh lại. Má đi ơi, má. Má đừng làm cô sợ mà má. Má uống đi. Số tiền này là để dành cho việc học hành của các con. Dù có chuyện gì á, mà cũng không được lấy ra tiêu à nghe. Về trước. Con cầm số tiền này, số tiết kiệm và số nữ trang đi bán lấy tiền trả cho tụi nó đi. Nói với tụi nó đừng có động tới con Vi nữa. Số còn lại á, má sẽ trả sau. Má, mình có nợ nần gì bọn chúng đâu. Má làm như vậy khác nào là mình thừa nhận khoản nợ đó. Chứ con biểu má làm gì được đây. Giấy nợ thì con Vi nó ký, thằng Tuấn thì trốn mất tiêu rồi. Má sẽ lấy cái lý gì mà nói chuyện với tụi giang hồ hả con? Thì mình tố cáo bọn chúng là cho vay nặng lãi. Ra tòa cùng lắm là chỉ trả nợ gốc và lãi ngân hàng. Chứ bây giờ mình thừa nhận khoản nợ này, mình có bán nhà cũng không đủ để trả đâu má à. Báo công an hả? Tại sao chị lúc nào cũng muốn giết tôi vậy? Chị có còn là chị của tôi không? Còn em nữa, lúc nào cũng ngu ngốc, hồ đồ. Em làm mình làm mấy gì nữa? Em cứ làm như chị là nguyên nhân của chuyện này không bằng vậy đó. Chứ bây giờ chị muốn tôi phải làm sao? Đi ra ngoài đường cho người ta muốn chém muốn giết gì tôi chị mới vừa lòng chứ gì? Em có gan không? Em có biết là chuyện em gây ra cho gia đình mình lớn tới cỡ nào hay không?
Em có biết nếu có bán nhà cũng không đủ để trả nợ, em có biết điều đó không? Thôi, hai đứa có thôi đi không? Muốn má chết hả? Má nói cho con biết nè, ngày nào má còn sống thì không có ai được động tới con Vi hết. Dù có bán nhà này để trả nợ má cũng bán, con hiểu chưa? Má. Còn nữa, không có nói chuyện thư gửi gì hết. Nếu mà nghe được má từ con luôn đó. Sao mình có thể nói với nó như vậy được? Chị đáng bị như vậy mà. Còn con nữa, im cái miệng đi. Tại vì lo cho con Vi quá, con đừng có trách má nghe Linh. Má, con không dám. Nghĩ lại, tất cả con nói đều có lý. Nhưng má hỏi con, cho là mình đi báo công an đi. Mình thưa kiện tụi nó, liệu tụi nó có để yên cho gia đình mình không con? Ba con thì phải đi làm, còn con thì phải đi học. Liệu con Vi nó trốn nổi cả đời ở trong nhà không? Mà bây giờ axit còn rẻ hơn xăng nữa, chỉ cần một lít đó là tiêu đời à con ơi. Không phải má không hiểu không biết, nhưng mà má phải cân nhắc. Hai đứa con đều là tất cả của má. Nếu một trong hai đứa có bề gì á, má làm sao má sống nổi? Má. Vậy bây giờ má muốn con phải làm sao? Con cầm số tiền này nè, con đưa cho tụi nó, nói là tụi nó đừng có động tới con Vi nữa. Má. Con à, nếu con thương má, con đừng có nói gì nữa. Con đi giúp má đi. Dạ, con đi. Má, đây là đôi bông tai ngoại để lại cho má. Má giữ lại đi. Ừ, nhưng mà ngoại cũng không trách má đâu. Cứ đem nó đi luôn đi con. Đi du học, cho má mượn tạm để cứu em con, rồi má để dành tiền trả lại cho con nha. Nhưng mà con đã... Con đã sao? Con sao? Linh à, con đừng có nói chuyện này cho ba con biết nha Linh. Má yên tâm, con sẽ không nói cho ba đâu. Thôi vậy con đi đi, con đi giúp má nha con. Đi nha má. Con đi đi. Ê,
Công nhận mặt nhỏ chị đẹp bà cố luôn vậy. Chịu không nổi. Công nhận anh Tư mình có mắt thẩm mỹ dễ sợ ha. Mày làm gì mà nhìn tao dữ vậy mày? Tao nói sai hả? Ông thô thiển quá đi. Cứ vậy hoài á, coi chừng lại quả báo. Trời ơi quả báo. Nhân từ quá hả? Xin lỗi mày à, giang hồ mà còn nghĩ tới chuyện quả báo nữa hả? Điên. Làm cái nghề này riết, tôi không dám lấy vợ đẻ con. Sợ mất công đẻ nó ra, rồi nó sẽ gánh hậu quả cho cha nó. Gánh hậu quả cho cha nó. Thôi đi mày ơi, giang hồ như mày hả? Thôi về nhà ở với má mày cho nó xong, khỏi gánh hậu quả. Ê, hình như nhỏ ra kìa. Nó đi đâu quá thì phải. Mày ở lại đây coi con Vi nha. Để tao theo dõi coi nhỏ này làm gì. Tao ở đây, mày đi đi. Tôi có chuyện muốn gặp đại ca của các anh. Bữa nay mới chịu hả? Gặp đại ca tôi làm cái gì? Anh có thay mặt đại ca của anh giải quyết công việc được không mà hỏi? Cô ta muốn đi gặp anh Tư thì đưa cô ta đi gặp anh Tư đi. Mày còn đứng đó làm gì nữa? Chìa khóa đâu? Làm xe ôm cho còn muốn cái gì nữa? Ơi, tại sao bà lại để con Linh đi tới chỗ của mấy thằng giang hồ đó? Bà muốn cái gì thì phải đợi tôi về mà tính chứ. Đưa con đi, chính tôi đi chứ không phải là hai đứa con gái nhà mình. Từ lúc đó tôi rối qua, tôi đâu nghĩ vậy đâu. Trời, bây giờ mày thấy cạn nghĩ quá. Bà gọi cho con Linh về ngay cho tôi. Nó là con gái mà tới chỗ mấy thằng giang hồ, rủi xảy ra chuyện gì thì sao? Trời, bà thiệt tình. Linh ơi, Linh ơi, Linh. Ai vậy? Linh ơi. Linh ơi. Quang đó hả con? Thưa bác. Anh Tư, có một thằng vừa mới tới, đang nói chuyện với má con Di ngoài cổng. Em thấy có vẻ nghi ngờ lắm. Vậy hả? Mày theo dõi tìm hiểu xem đó là ai rồi tính nha. Dạ. Nhưng còn vụ cấm chốt ở đây thì sao hả anh? Được rồi, để tao cử thằng khác đến thay mày liền. Dạ.
Dạ Linh có nhà không bác? Con Linh nó đi ra ngoài rồi con, có chuyện gì không? Dạ tại vì mấy bữa nay không thấy Linh đi học cho nên con qua hỏi thăm coi có chuyện gì không. À, vậy hả? Ờ. Bác đưa cái này cho Linh giùm con đi. Đây là tài liệu ở trên trường, con photo cho Linh học. À, bác cảm ơn con. Dạ, con xin phép bác con đi. Bác. Hả? Dạ, không biết Linh đã nói với bác là đã đậu học bổng liên kết của trường chưa vậy? Ủa, học bổng gì vậy con? Linh được học bổng liên kết 75% của trường. Học bổng 75% là sao? Dạ là người ta tài trợ cho mình 75%, còn 25% mình tự chi trả. Mà Linh không nói cho bác biết hả? À, chắc tại nó lu bu quá nên nó quên nói đó con. Dạ, thôi, thưa bác con về. À, con về. Tiền cà phê chị ơi.